Thank you.
xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Giới Sư an toàn giới tòa. Xin mời toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay trang nghiêm hướng về Đại Đức Giới Sư để dâng lời cầu thỉnh giới. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Đại Đức Giới Sư, hôm nay ngày 7 tháng 2 năm Quý Mão, nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, chúng con vô cùng hạnh phúc khi được sư phụ cho phép tổ chức khóa tu bát quan trai giới để quý Phật tử được tu tập thực hành hạnh của người xuất gia trong một ngày một đêm, từ đó được tăng trưởng phước lành hướng tới con đường giác ngộ giải thoát. Và giờ này chúng có một lòng tha thiết hướng về Tam Bảo, hướng về Đại Đức Giới Sư, cầu thỉnh Đại Đức Giới Sư truyền trao giới pháp cho chúng con được tu tập một ngày một đêm thanh tịnh. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giới Sư. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Xin mời quý Phật tử chúng ta đồng an tọa. Kính thưa quý Phật tử, thiện nam tín nữ, hôm nay là ngày 7 và đặc biệt hôm nay cũng là ngày hướng về kỷ niệm. Cách đây 26 thế kỷ có một sự ra đi, một sự từ bỏ để giải đáp một bài toán, một câu hỏi hai chữ tử sinh. Ngày Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để đi tìm con đường cứu khổ, mang lại hạnh phúc cho chúng sinh. Sư bảo quý được sự chỉ dạy của sư phụ, sự cắt cử của đại tăng làm giới sư truyền giới hôm nay, sư sinh Thái tử Tất Đạt Đa được tiên nhân A Tư Đà và năm thầy Bà La Môn đoán tướng, sau này ngài sẽ có hai con đường. Con đường thứ nhất, nếu như ngài ở tại gia thì ngài sẽ trở thành một bậc chuyển luân vương, thống nhất bốn châu thiên hạ. Còn nếu như Thái tử mà đi xuất gia sẽ trở thành một vị Phật toàn giác, về con mình sẽ trở thành một vị vua trị vì bốn đất nước rất là lớn. Nhưng cũng rất là lo lắng khi mà Thái tử nếu như mà bỏ nhà đi xuất gia thì sẽ không lên làm vua để gánh vác thân. Nhà vua cho kiến tạo ba tòa cung vui để giam giữ chân Thái tử, chưa yên tâm
Đức Vua còn cho trong kinh Tăng Nhất A Hàm phần 1, Đức Phật nói rằng: đời sống của ta thật là tế nhị, vô cùng tinh vi. Trong hoàng cung chỗ ta ở, phụ hoàng có đào ao, xây những đầm sen. Khi sen xanh đua nhau khoe màu ở đây, thì sen đỏ vươn mình khô sắc phía bên kia. Và trong đầm bên cạnh, sen trắng đua nhau tranh đẹp dưới ánh nắng ban mai. Trầm hương của ta dùng đều là loại thượng hảo hạng từ xứ Kashi đưa về. Khăn và áo của ta cũng may toàn bằng hàng lụa bậc nhất từ xứ Kashi trở đến. Ngày cũng như đêm, mỗi khi ta bước chân ra khỏi cung điện là có tản lọc che sương đỡ nắng. Phụ hoàng cũng kiến tạo riêng cho ta một mùa nóng và một mùa mưa. Trong suốt 4 tháng mưa, ta lưu lại tại một biệt điện có đầy đủ tiện nghi giữa những cung tần phi nữ, cho đến hàng nô tỳ của phụ hoàng cũng được ăn sung mặc sướng, chứ không phải như ở các nhà khác. Vua Tịnh Phạn cho kiến lập một ba tòa cung vui như vậy, và để cho con của mình không đi xuất gia hưởng lạc thú mà không phải lo nghĩ gì cả. Của ngài mà không thể giữ được tâm của ngài. Tuy sống trong cảnh nhung lụa, nhưng mà thái tử lúc nào cũng cảm thấy mình có những ngài thấy rằng cuộc đời này có gì đó rất là bất toàn, không được toàn ý. Ngài có những trầm tư kỳ lạ mà khác với những vương tôn công tử khác. Đấy, chúng ta thấy rằng nếu như mà một người sống trong cảnh nhung lụa như vậy thì phải nghĩ đến ăn chơi hưởng thụ chứ, đúng không ạ? Như các vương tôn công tử khác thì nghĩ mình sau này mình sẽ lên ngôi trị vì đất nước. Nhưng mà thái tử thì khác, người chết và một vị tu sĩ. Trong cuộc sống chúng ta thấy rằng có những người già, người bệnh, người chết mà không để lại cho chúng ta một ấn tượng gì cả. Vì trong cuộc đời này chưa bao giờ gặp phải những tướng người như vậy cả. Vì đã chúng biết như sư vừa nói, khi mà thái tử lớn lên là vua cha đã cho người già rồi. Cho nên khi mà gặp những cảnh này, thái tử rất là băn khoăn và hỏi Sa Mạc là người đánh xe: này Sa Mạc, đây là người gì mà trông kỳ lạ như vậy? Đấy, chúng ta thấy chúng ta thường cuộc sống chúng ta không bao giờ chúng ta thấy một người già, người bệnh, người chết mà chúng ta lại gọi là có những suy nghĩ như vậy, đúng không? Nhưng mà thái tử khi mà nhìn thấy người già, người bệnh, người chết thì thái tử thắc mắc ngay và không biết đây là người gì. Vì trong cuộc đời ngài đây là lần đầu tiên ngài nhìn thấy những tướng người như vậy. Chân nheo run rẩy, lọn vọn lưng còng, tóc thì rối bù, mắt thì trũng sâu xuống, tất cả những tướng già thì hiện hết lên trên khuôn mặt và cơ thể của cái người già mà thái tử gặp. Rồi người bệnh thì la hét đau đớn, rớt rãi chảy ra, chân tay thì không còn nguyên vẹn. Đấy, chúng ta thấy thái tử chưa bao giờ nhìn thấy. Rồi lúc này thái tử chợt suy nghĩ: ta cũng sẽ già, ta cũng sẽ bệnh, ta cũng sẽ chết. Ở Gia Du Đà La cũng vậy, vua cha, tất cả mọi người ai cũng như vậy. Nó không còn ý nghĩa gì nữa khi mà kết thúc của nó chỉ là một nắm cho tàn. Thì sau đó khi mà đã ra được quyết định đường đi của mình sắp tới, thì thái tử cho tổ chức một buổi tiệc và cho mời các vương tôn công tử, bạn bè thân thích của mình đến để làm lễ. Buổi đêm sau khi mà ca hát tiệc tùng xong xuôi, mọi người đã đi nghỉ, thì thái tử đi dạo quanh cung điện một lần. Ngài muốn gặp vợ và con lần cuối. Lúc này bất giác thái tử dừng lại và ngài thấy các cô gái nằm ngủ la liệt sóng xoài trên đất. Họ đều là những mỹ nữ, nhưng bây giờ thì họ chỉ như những xác chết thôi. Son phấn thì nghè nghè, mùi nước hoa trộn với mùi mồ hôi trở thành một cái mùi mà thái tử rất là buồn nôn. Dưới ánh trăng ánh lên làn da của cô trông trắng bệch, trông như những xác chết vậy.
Ngài thấy sự thật thực sự là kinh khủng quá. Sự thật của sắc đẹp, của âm thanh, của mùi hương. Ngài lên ngựa kiểm chắc cùng với tôi sa lạc ra đi khi mà hoàng thành còn đang say ngủ. Theo như sử viết thì Ngài ra đi vào ngày 8 tháng 2 năm bao nhiêu đấy ạ? Quý Phật tử biết không ạ? Quý Phật tử không biết đúng không ạ? Ngài ra đi, Ngài đản sinh năm 624. Ngài ra đi lúc 19 tuổi xuân xanh. Thì đấy 624 trừ đi 19 thì sẽ ra được cái năm mà Ngài ra đi đấy. Đấy. Thì quý Phật tử biết rằng Thái tử ra đi năm 19 tuổi, tuổi xuân xanh, cường tráng, tràn đầy sức sống, tương lai thì sáng lạn. Lúc đó là Ngài chuẩn bị lên kế vị ngai vàng rồi. Cả hoàng cung thì yêu quý, dân thành, dân chúng kỳ vọng. Và đặc biệt đại chúng biết rằng với phúc báu của Ngài, nếu như Ngài lên ngôi vua thì chắc chắn Ngài sẽ trở thành một bậc chuyển luân thánh vương, trị vì bốn châu thiên hạ. Khủng khiếp rồi, không thể tưởng tượng được. Nhưng mà trái đất của chúng ta mới chỉ là một châu trong bốn châu thiên hạ thôi. Còn ba châu nữa là Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Câu Lô Châu. Đấy, mà chúng ta mới chỉ là Nam Thiên Bụi Châu thôi. Đấy, mà Ngài lên làm vua sẽ trị vì. Trong kinh Đức Phật nói rằng: Này các tỳ kheo, sau một thời gian, khi ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ, ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vậy thì động lực gì? Động lực gì khiến cho Thái tử bỏ hết tất cả để ra đi như vậy? Nếu khác, vợ đẹp, con ngoan, tài sản, danh vọng, địa vị, tất cả người thế gian chúng ta đều khao khát những thứ đó, vô lượng kiếp, thì làm sao mà Ngài có thể ra được một quyết định như vậy, đúng không ạ? Ngài thấy mình và chúng sinh như ở trong ngục tù. Tuy rằng hàng ngày giám một người đem đi tử hình, nhưng đã có ai là người dám nghĩ cách thoát ra ngục này đây? Ai sẽ là người cứu chúng sinh khi mà chúng sinh đang chìm đắm trong vòng luân hồi sinh tử này? Tuy Ngài ở trong cung vui, nhưng mà không có một giây phút nào Ngài cảm thấy có được niềm vui trọn vẹn. Thương cha, thương mẹ, thương dân chúng của mình và rộng ra đến muôn loài chúng sinh, ai cũng phải chịu chung cái số phận đấy cả. Vậy thì mình nhận ra rồi, mình phải có trọng trách thôi. Mình phải đi tìm cách thoát ra thôi. Không thể gọi là cam chịu số phận như vậy. Con hoa tòa vàng, tất cả đều là tạm bợ, là khổ đau. Bên cạnh thì thần chết trực sẵn, đoạt mạng tất cả chúng sinh. Nhiều đêm thao thức, nghĩ đến cuộc đời Ngài chăn trở mà không thể nào chợp mắt được. Phải là một tâm hồn rất là lớn lao, phải nghĩ đến mọi người, đến con, đến ngay vàng, thì làm sao mà ra đi được? Đại chúng thấy đúng không ạ? Nhất khoát Thái tử phải ôm ấp hoài bão một cái gì đấy vì tất cả chúng sinh, vì tất cả mọi người, muốn mọi người tỉnh thức, mở mắt cho mọi người. Mọi người đi trong đêm không có mọi ước, mình nguyện là mọi ước soi sáng cho tất cả chúng sinh. Bịt mắt mình được nữa, bao nhiêu thế hệ không ai đi tìm câu trả lời. Vậy thì mình phải đi tìm thôi. Không thể cam chịu, không muốn đi theo con đường mà bao nhiêu người đã đi. Vì vậy, Ngài ra đi, Ngài đi tìm cái tối thượng thiện, không sinh, không già, không bệnh và không chết để đem đến cho Vĩ Đại. Nhưng vì chúng sinh mà Ngài ra đi, vì thương chúng sinh mà Ngài dấn bước, cho nên sự ra đi này của Ngài
thật là vĩ đại, vô tiền hoán hậu. Từ bỏ ngai vàng, từ một vị thái tử sống trong cảnh nhung lụa, ăn cao lương mỹ vị, và trong kinh cũng nói rằng khi còn tại gia, chân ta chưa bao giờ phải chạm xuống đất. Lúc nào ngài đi cũng trên giày nhung, giày vàng, rồi trên các vị đại ấy, để cho chúng ta ngày hôm nay có được ánh đạo màu. Chúng ta tri ân Gia Du Đà La, người vợ đã tạo đủ mọi thiện duyên để cho ngài bước đi theo chí nguyện của mình. Tri ân sự ra đi của ngài, vì nếu như không có sự ra đi này, chúng ta sẽ không có đạo Phật ngày hôm nay. 80 vẻ đẹp. Vậy mà khi mà thực hành khổ hạnh, ngày ăn một hạt mè, cuối cùng thịt và xương dính vào nhau, da bọc lấy xương. Trong kinh nói, ta muốn sờ ra bụng thì chạm xương sống, muốn sờ xương sống thì chạm ra bụng. Tất cả dính vào nhau, còn một tấm da bọc xương thôi, quý Phật tử. Và cuối cùng, với ý chí cao tổ của ngài, ngài đã thành tựu được quả vị tối thượng, thành bồ vị ra đi này. Và chính sự từ bỏ vĩ đại của ngài để cho chúng ta có được chính pháp ngày hôm nay. Vậy mỗi chúng ta cần phải tinh tấn tu hành, hộ trì tam bảo, giữ gìn giáo pháp còn mãi ở thế gian để không phụ lòng từ của ngài. Đại chúng có đồng ý như vậy không ạ? Và kính thưa đại chúng, theo bước chân của Đức Thế Tôn, và chúng ta đây có một tấm gương về sự từ bỏ cao quý nữa. Nhờ có sự từ bỏ này mà nay chúng ta được ngồi đây. Đại chúng biết đó là ai không ạ? Đó chính là sư phụ của chúng ta, đúng không ạ? Sư phụ của chúng ta lớn lên trong tình thương của gia đình và bạn bè. Người là con thứ năm trong gia đình bảy anh chị em, nhưng lại là chỗ dựa cho tất cả mọi người. Ở nơi làm việc thì đồng nghiệp đi, nhưng mà chỉ chứng kiến cái chết của người chị họ, sư phụ bàng hoàng, suy nghĩ đến cái chết, suy nghĩ đến kiếp người, kiếp nhân sinh. Sư phụ nghĩ chết là thế nào? Chết là còn hay là hết? Nếu như chết mà là hết thì cuộc đời này thật sự vô nghĩa. Khi mà tất cả lo toan, cố gắng, phấn đấu trong cuộc đời này, vậy mà chết lại là hết hay sao? Thế nếu như còn thì phải còn cái gì? Sư phụ không giải đáp được. Vì lòng từ bi, vì thương tất cả mọi người, sư phụ thương cha, thương mẹ, thương anh chị em, rồi ai cũng sẽ chết. Mà chết thì lại không biết đi đâu. Chỉ như thế thôi chúng ta đã thấy được tâm lượng rộng lớn của sư phụ rồi, đúng không ạ? Vì sao? Quý Phật tử biết vì sao ạ? Vì chúng sinh chúng ta tật, chứ có mấy ai mà nghĩ đến luân hồi, nghĩ đến cái chết đâu, đúng không ạ? Đây chúng ta được dạy mãi, rồi chúng ta cũng bắt đầu đặt tay lên trán nghĩ rằng chết là thế nào. Chứ còn tự dưng không ai dạy thì làm sao mà chúng ta khởi lên suy nghĩ như vậy, đúng không ạ? Chúng ta tưởng nghĩ rằng ai thì cũng chết thôi, ông bà chết rồi sau là phải đến mình thôi. Nhưng mà có ai nghĩ rằng chết là thế nào, chết đi về đâu đâu, đúng không ạ? Nhưng mà sư phụ chúng ta suy nghĩ như vậy, mặc dù lúc đó sư phụ cũng, chúng ta là nghiện đi luân hồi, chúng ta nghiện đi luân hồi rất được. Chúng ta không tìm cách thoát ra luân hồi mà chúng ta thích vào luân hồi. Chúng ta tìm mọi cách, tìm đủ phương tiện để chúng ta vào luân hồi thôi. Cho nên là sư phụ nói chúng ta nghiện đi luân hồi có đúng không ạ? Vậy mà người từ bỏ tất cả của cuộc đời này, sự thật đằng sau cái chết, trải qua bao gian nan chướng ngại, thử thách những sóng gió vất vả gian truân, sư phụ kể và rất là phiền não rồi, đúng không ạ? Vậy mà nhiều tháng ngày này, sư phụ mất ngủ. Thì chúng ta đã được nghe rồi, sư phụ lên chùa thắp hương mạch dọn ý chí của mình. Nếu thật
là Phật bổ xứ con về đây, thì dù chết con cũng sẽ chết ở đây. Xong thì mọi chuyện yên ổn. Đại chúng thấy thực sự không phải đơn giản đâu, đúng không ạ? Người thì nhìn thấy rừng núi hoang vu thì bỏ đi ngay. Có người thì lên chùa ở được mấy hôm thì cũng không trụ lâu được. Vậy mà lúc đó sư phụ một mình, không có huynh đệ, không có Phật tử bên cạnh, một mình về đây gây dựng tùng lâm. Sau này chùa chúng ta xây cơ bản hoàn thiện rồi, nhưng mà cũng đâu đã đổ đâu, đúng không ạ? Bao nhiêu là chướng nạn, nói xấu, vu oan, rồi báo chí. Vậy mà sư phụ nhẫn nhục vượt qua hết. Bây giờ đại chúng thấy chùa ngày càng phát triển, rộng ra cả thế giới, hơn 500 đạo tràng trong nước và ngoài nước. Nếu như không có duyên phát tâm Bồ Đề, đi xuất gia của sư phụ, thì làm sao chúng ta ngồi đây ngày hôm nay, đúng không quý Phật tử? Mọi người sẽ có một suy nghĩ phải được làm con, làm đệ tử của sư phụ là cung nhất, đúng không ạ? Quý Phật tử, chúng ta thấy rằng người xuất gia đi tu mới làm lợi được cho nhiều người. Chứ nếu như mà ở tại gia thì làm lợi được cho mấy ai, đúng không ạ? Chúng ta ở nhà cùng nắm là kiếm tiền nuôi được bố mẹ, nuôi được vợ, một vợ rồi hai con, loanh quanh được khoảng 5-6 người. Nếu như không có sự xuất gia của sư phụ về đây kiến lập đạo tràng, thì làm sao mà quy tụ được từng này con người, đúng không ạ? Cho nên tâm muốn đi xuất gia theo bước chân của Thái tử Tất Đạt Đa, theo bước chân của sư phụ cùng chư tăng, để làm lợi ích cho đa số. Đại chúng có đồng ý như vậy không ạ? Hiện tại chúng ta cần phải trân quý cái nhân duyên thủ thắng này, mà quyết chí tinh tấn tu hành trong duyên hiện tại của mình. Thì đối với người Phật tử tại gia, chúng ta đã quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới Tam Bảo. Đặc biệt hàng tháng chúng ta cần phát nguyện tu tập Bát Quan Trai Giới để mang lại lợi ích cho mình trong đời này và nhiều đời về sau. Để như trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 8, phần 8 pháp phẩm ngày trai giới, Đức Phật nói rằng: ví như có người áp đặt chủ quyền cai trị trên 16 quốc độ lớn này, tràn đầy bảy báu như Anga, Magadha, Kasi, Kosala, Vaisi, Mala, Seti, Vamsa, Kuru, Pankala, Matcha, Surusena, Aska, Avanti, Gandhara, Cambodia. Nhưng chủ quyền ấy không bằng 1/16 một ngày trai giới thanh tịnh, thành tựu 8 chi Phật. Đức Phật lại dạy: sự kiện này có thể xảy ra, này các tỳ kheo. Ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hành trai giới thành tựu 8 chi Phật, sau khi ta đầu xuất hóa lạc hoặc tha hóa từ tại thiên. Chúng ta thấy rằng chúng ta một đời vất vả, gọi là lưng còng gối cũng mỏi, chỉ vì đi kiếm tiền, gọi là đồng tiền thì liền khúc ruột. Đấy, chúng ta thấy rằng chúng ta đi kiếm tiền lo lắng vất vả bao nhiêu như vậy, gọi là đổ mồ hôi sôi nước mắt, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng mà kết thúc cuộc đời này chúng ta lại chỉ là một nắm cho thôi. Vậy mà quý Phật tử chúng ta chỉ cần phát nguyện tinh tấn tu tập, gìn giữ giới pháp tinh nghiêm, Bát Quan Trai trong một ngày một đêm thanh tịnh, chúng ta đủ phúc sinh thiên, quý Phật tử ạ. Mà cõi trời thì sao? Hạnh phúc vô cùng. Như trong đó
một người sống trên đấy, một vị chư thiên sống trên đấy tuổi thọ là 500 năm. Nếu như mà ước tính so tuổi thọ trên đó với dưới đây thì 500 năm ở trên đó bằng 9 triệu năm cõi người chúng ta cứ tưởng, không phải đơn giản. Cõi trời cao hơn là cõi trời Đao Lợi. Chư thiên trên đấy sống được 1.000 tuổi, mà một ngày ở trên đó bằng 100 năm ở cõi người chúng ta. Rồi khi mà muốn sử dụng cái gì chỉ cần khởi ý là có ngay. Đấy, ăn uống rồi là tất cả những thứ vui chơi trên đấy gọi là không thiếu. Vậy mà chúng ta chỉ cần giữ gìn giới pháp tinh nghiêm, thực hành bát quan trai giới thanh tịnh một ngày đêm, chúng ta đủ phúc để lên trên đấy đấy quý Phật tử ạ. Và còn rất nhiều bài kinh nữa ở trong Tam Tạng kinh điển nói về công đức của bát quan trai giới cho quả báu thủ thắng sinh thiên và vị lai lại được nhân duyên giải thoát. Thì hôm nay trong đại chúng đây, ngoài những Phật tử mà đã nhiều lần về chùa phát nguyện thọ bát quan trai giới rồi, thì có thể có những Phật tử mới lần đầu tiên về chùa, tuy đã phát nguyện thọ giới làm Phật tử tại gia rồi, nhưng có thể hôm nay là lần đầu tiên, hoặc có thể là lần thứ hai, lần thứ ba về chùa. Thì sư xin nói qua về bát quan trai giới. Thì bát quan trai giới tiếng Hán, bát có nghĩa là tám, quan có nghĩa là cửa, trai có nghĩa là thanh tịnh. Thì bát quan trai giới có nghĩa là tám cửa ải để ngăn chặn những điều xấu ác, làm tăng trưởng những phẩm chất thanh tịnh trong tâm của mỗi chúng ta. Thì tám cửa ải đó chính là tám giới mà hàng tháng chúng ta đều phát nguyện giữ gìn một ngày đêm. Thì tám giới đó gồm: giới thứ nhất, không được sát sinh. Giới thứ hai, không được trộm cướp. Giới thứ ba, không được dâm dục. Giới thứ tư là không được nói dối. Giới thứ năm là không được uống rượu và sử dụng các chất kích thích. Thì trong năm giới này có hai giới là khác so với năm giới của người Phật tử tại gia. Đó chính là giới thứ ba không dâm dục và giới thứ năm là không uống rượu. Khác với năm giới của người tại gia chỉ là không tà dâm và không được say siêu tự ngọc thôi. Vì hôm nay chúng ta học hạnh của người xuất gia, mà người xuất gia Đức Phật dạy phải từ bỏ dâm dục, cho nên các thầy mới đi tu từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không cưới vợ, không sinh con. Đấy, chúng ta học hạnh của người xuất gia chúng ta cũng phải thực hành là không dâm dục trong một ngày. Vì Đức Phật dạy dâm dục và uống rượu là hạt nhân gây mất trí tuệ. Tám giới. Giới thứ sáu là không theo chuỗi anh lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Giới thứ bảy, không được ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa và cố đi xem nghe. Giới thứ tám là không được ăn phi thời. Thì ba giới này giúp cho người Phật tử thực tập đời sống thường dụng chi túc của người xuất gia, xa lìa các trò vui của thế. Xin lược nói về ba giới sau, vì chúng ta năm giới trước chúng ta cũng đã là Phật tử tại gia, chúng ta đã được thứ sáu không theo chuỗi là chẳng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Chúng ta thấy rằng người xuất gia như thế này là không trang điểm những hương liệu của thế gian như là nước hoa rồi là phấn sáp. Các thầy còn phải cạo tóc để cho hủy hình. Đấy, có ví dụ như ở Thái Lan là người ta còn, các thầy còn cạo cả lông này. Đấy, tức là để hủy bỏ cái hình tướng của người tại gia, mình khác hẳn cho cái người thế tục. Đấy, như sư phụ cũng nói vui là nếu như sau này mà tất cả mọi người cạo tóc thì các thầy lại để tóc. Đấy, vì bây giờ nhiều thanh niên trẻ là lại thích cạo tóc như các thầy, cho nên sư phụ nói rằng như vậy. Đấy, từ bỏ gia đình để sống không gia đình. Rồi các thầy còn tu tập quán các thể trược bất tịnh của thân để mà không sinh tâm ái luyến cái thân này. Đấy, như chúng ta ở nhà thì nếu như Phật tử nam cũng như Phật tử nữ, đấy, chúng ta ở nhà ngày đi ra đi vào soi gương
có đếm được trên đầu ngón tay không ạ? Chắc không đếm được đâu ạ. Mình ra mình lại trải một cái, mình về mình lại trải một cái. Trong quá trình đi chơi mình lại bỏ gương ra mình xem, mình chải một chút, đúng không ạ? Đấy, cho nên là người xuất gia khác hẳn. Rồi người tại gia, chúng ta cái việc là tu tập. Rồi giới thứ 7, không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhà ca múa và cố đi xem nghe. Như Chư Tăng thời Phật, cũng như Chư Tăng chủ chúng ta, các tỳ kheo phát nguyện thọ trì Đồ Đà thì sẽ vào giường tu tập, nằm dưới đất, nằm dưới gốc cây và chỉ có một miếng bạc thôi. Đấy, kiểu dục chi túc, ít muốn biết đủ. Cuộc đời thì chỉ có tài sản duy nhất là ba tuần y và một cái bình bát. Đấy, Đức Phật nói Chư Tăng ba y một bát giống như là một con chim ấy. Ba y thì giống như cái cánh, bình bát thì giống như cái mỏ, giống như cái mỏ để đi xin đồ ăn. Thì Chư Tăng cũng vậy, Chư Tăng ba y một bát là đi khắp phương trời. Cho nên chúng ta nghe bài hát rất là quen thuộc đấy, một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh nhìn trần thế, hỏi đường mây trắng qua. Đấy, rồi Chư Tăng ở nội tự như các sư chú khảm trai khắc hoa vẽ hình đấy, rồi hình này hình kia, không cầu kỳ. Thì hôm nay toàn thể quý Phật tử chúng ta cũng như thế, không nằm ngồi lên những cái đồ sang trọng cao quý, vì nằm trên những cái giường cao tốt đẹp, chúng ta sẽ dễ bị sinh ra những tâm tham đắm. Giống như câu chuyện của Bộ Đàm Quốc Sư, khi mà được vua cúng cho cái tòa trầm hương thì ngài chỉ cần khởi một cái tâm niệm ngã mạn thôi. Đấy, liền lúc đó tổ đức và oan gia liền nhập vào đầu gối chân của ngài mà báo oán. Sau 12 giờ trưa chúng ta sẽ không ăn nữa. Sáng hôm nay chúng ta đã ăn rồi vì sáng nay chúng ta chưa thọ giới. Thế thì từ bây giờ thọ giới, từ giờ đến tối chúng ta sẽ không ăn nữa, mà chúng ta sẽ chỉ uống sữa thôi. Tối nay là chúng ta không được ăn, không ăn bất kỳ một cái gì cả. Đức Phật hoàn thiện cái mục đích giải thoát của mình. Ăn một bữa cũng sẽ giúp cho chúng ta cơ thể ít bệnh tật và triệu chứng hạ phong cũng ít. Cho nên hôm nay chúng ta phát nguyện thọ giới, chúng ta cố gắng nhé. Quý Phật tử chúng ta bỏ công bỏ việc để lên chùa. Nếu như không bỏ công bỏ việc để lên chùa thì chúng ta cũng bỏ công bỏ việc để ở nhà tham dự chương trình trực tuyến. Sư Bảo Quý rất tán thán cái việc mà từ bỏ gia đình của gia đình quý Phật tử. Thì vì sao của việc xuất gia, và chúng ta cũng hiểu được lời Đức Phật dạy qua sự giảng giải của sư phụ, rằng từ xưa tới nay lớp lớp người đi trước chết đi nằm xuống, rồi kế tiếp nhau sinh ra giới, an trụ trong giới, chúng ta sẽ không hoang mang, sẽ không lo lắng cho cái chết. Quý Phật tử biết vì sao không ạ? Vì Đức Phật dạy rằng giữ đủ năm giới sẽ được sinh làm người, giữ tám giới sẽ được sinh lên chư thiên. Cho nên chúng ta giữ được giới nào là giải thoát giới đó. Thì giới cao quý và lợi ích như vậy, hôm nay quý Phật tử chúng ta có phát nguyện thọ giới một ngày một đêm trong một ngày tinh nghiêm. Kính thưa đại chúng, tiếp theo sẽ chính thức bước vào nghi thức chuyển trao giới tướng. Quý Phật tử đã biết công đức lợi ích của giới rồi, bây giờ hãy nhất tâm chắp tay lắng nghe bài tán thán giới luật. Mà thành bậc chính giác, dù đại thừa hay tiểu thừa cũng đều phải tu trì giới pháp. Người tại gia hay xuất gia cũng đều lãnh thọ giới pháp. Nhưng mà chỉ vì người tại gia Phật nhiều bị duyên trần ràng buộc, không thể suốt đời gìn giữ được, cho nên Đức Như Lai chế ra tám pháp trai giới, khiến cho các Phật tử gìn giữ trong một ngày một đêm. Do công đức này mà đi qua ba cõi thẳng đến đạo Bồ Đề.
cũng ví như viên ngọc Mali, thể của nó tuy nhỏ mà quý báu hơn tất cả các loại ngọc, có thể làm cho tất cả chúng sinh đầy đủ các đồ vui thích. Giới luật này cũng là như thế. Hôm nay chúng ta tu nhân tốt này, tu bác có những lợi ích như thế, thì các Phật tử phải nhất tâm tôn trọng và lãnh thọ. Bây giờ chúng ta nói lời nào thì các vị sẽ nói theo sau để phát nguyện thọ giới nhé. Giờ này quý Phật tử thiện nam tín nữ quỳ gối chắp tay, quý Phật tử chúng ta ai ở nhà chúng ta kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Đệ tử chúng con pháp danh là một lòng phụng thỉnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lòng phụng thỉnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Phật mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi. Cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi. Lai lâm chứng giám. Ai tâm chứng giám. Con nhờ sức từ Tam Bảo. Con nhờ sức từ Tam Bảo. Nay xin được thọ bát quan trai giới. Nay xin được thọ bát quan trai giới. Thương xót cho chúng con. Tất cả xá xuống một xá. Quý Phật tử ở nhà chúng ta sẽ lễ xuống. Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Đệ tử chúng con pháp danh là. Đệ tử chúng con pháp danh là. Một lòng phụng thỉnh. Một lòng phụng thỉnh. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mười phương ba đời tất cả chư Phật. Mười phương ba đời tất cả chư Phật. Chư Tôn Pháp. Chư Tôn Pháp. Chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát. Chư Hiền Thánh Tăng. Chư Hiền Thánh Tăng. Cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi. Cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi. Lai lâm chứng giám. Lai lâm chứng giám. Con nhờ sức từ Tam Bảo. Con nhờ sức từ Tam Bảo. Nay xin được thọ bát quan trai giới. Nay xin được thọ bát quan trai giới. Xin thương xót cho chúng con. Xin thương xót cho chúng con. Đệ tử chúng con pháp danh là. Đệ tử chúng con pháp danh là. Một lòng phụng thỉnh. Một lòng phụng thỉnh. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mười phương ba đời tất cả chư Phật. Mười phương ba đời tất cả chư Phật. Chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi. Cúi xin Tam Bảo rủ lòng từ bi. Lai lâm chứng giám. Lai lâm chứng giám. Con nhờ sức từ Tam Bảo. Con nhờ sức từ Tam Bảo. Nay xin được thọ bát quan trai giới. Nay xin được thọ bát quan trai giới. Xin thương xót cho chúng con. Xin thương xót cho chúng con. Quý thiện nam tín nữ cho thân tâm được thanh tịnh, cũng như muốn chứa đựng vị cam lồ, trước phải xúc rửa mình cho thật sạch, trước cần phải sám hối trừ phiền não, cho tâm được thanh tịnh mới có thể lãnh thọ giới pháp. Sám có nghĩa là ăn năn, từ thú tội ra các lỗi mình đã làm, chẳng những tội lỗi trong một đời mà đến các tội nhiều kiếp về trước cũng cần phải sám. Hối có nghĩa là hối hận, biết lỗi mà chừa bỏ, đổi lại cho nên tốt, không cho tội lỗi phát sinh ra nữa. Ví như cái áo dơ bẩn đã giặt sạch thì phải giữ gìn, không cho dính. Nếu không có pháp sám hối này thì không thể thành thánh được. Đức Thế Tôn lại dạy trên đời có hai hạng người đáng quý. Một là hạng người không phạm lỗi bao giờ. Hạng người thứ hai là người có lỗi, biết ăn năn sửa lỗi. Quý thiện nam, thiện nữ đã nghe giảng về ý nghĩa sám hối rồi. Vậy quý vị quỳ gối, chắp tay ngay thẳng, nghe chư Tăng nói thế nào thì nói theo thế ấy, để sám hối mong cầu cho thân tâm được thanh tịnh.
Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Đệ tử chúng con pháp danh là. Đệ tử chúng con pháp danh là. Xin chí thành sám hối. Xin chí thành sám hối. Kể từ vô thủy kiếp trước cho đến ngày hôm nay. Kể từ vô minh che lấp chân tính. Do vô minh che lấp chân tính. Khiến chúng con điên đảo lầm mê. Khiến chúng con điên đảo lầm mê. Chấp ngã chấp nhân. Chấp ngã chấp nhân. Chấp cảnh giới thân tâm này có thật. Chấp cảnh giới thân tâm này có thật. Tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi. Hoặc chúng con bất tin kính Tam Bảo. Hoặc chúng con bất tin kính Tam Bảo. Phá hủy chùa chiền thiêu đốt kinh tường. Phá hủy chùa chiền thiêu đốt kinh tường. Chửi với tăng ni náo hại các bậc hiền thánh. Chửi với tăng ni náo hại các bậc hiền thánh. Hoặc ở tại gia. Hoặc ở tại gia. Chúng con bất hiếu kính với cha mẹ. Chúng con bất hiếu kính với cha mẹ. Bất thủy chung với vợ chồng. Bất thủy chung với vợ chồng. Bất nhân nghĩa với anh em bạn bè. Bất nhân nghĩa với anh em bạn bè. Sát hại vô lượng chúng sinh. Sát tử tâm thương xót. Không có tử tâm thương xót. Từ nơi ba nghiệp thân miệng ý chúng con. Các ác nghiệp. Gây ra các ác nghiệp. Thân con sát sinh trộm cắp tà dâm. Thân con sát sinh trộm cắp tà dâm. Miệng con nói dối, nói lời độc ác. Miệng con nói dối, nói lời độc ác. Nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt. Nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt. Ý con tham sân si lừng lẫy. Ý con tham sân si lừng lẫy. Tất cả vô lượng, vô biên tội lỗi ác nghiệp như thế. Tất cả vô lượng, vô biên tội lỗi ác nghiệp như thế. Ngày hôm nay. Ngày hôm nay. Đối trước mười phương Tam Bảo. Đối trước mười phương Tam Bảo. Thiện tiền chư tăng. Thiện tiền chư tăng. Chúng con tha thiết chí thành. Chúng con tha thiết chí thành. Cầu xin sám hối. Cầu xin sám hối. Nguyện dứt tất cả các việc xấu ác. Nguyện dứt tất cả các việc xấu ác. Nguyện làm tất cả các hạnh lành. Nguyện làm tất cả các hạnh lành. Cúi xin Tam Bảo giám thành. Từ bi gia hộ. Từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con. Khiến được phúc sinh. Căn lành thiên lớn. Căn lành thiên lớn. Kết duyên Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Kết duyên Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. 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 Tuyên lại pháp quy y và truyền pháp quan trai giới cho các vị. Vậy từ bây giờ cho đến sáng ngày mai, một ngày một đêm tu giữ tám giới thanh tịnh, tức là gieo cá nhân hạnh xuất gia mong cầu giải thoát. Thì các vị đã biết giới có lợi ích không lường như thế, nên phải phát khởi thiện tâm chân thành và thọ nhận. Đệ tử chúng con pháp danh là. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Một ngày một đêm tu hành bát quan trai giới thanh tịnh. Một ngày một đêm tu hành bát quan trai giới thanh tịnh. Con pháp danh là. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Một ngày một đêm tu hành bát quan trai giới thanh tịnh. Đệ tử chúng con pháp danh là. Đệ tử chúng con pháp danh là. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Một ngày một đêm tu hành bát quan trai giới thanh tịnh. Một ngày một đêm tu hành bát quan trai giới thanh tịnh. Hôm nay chư tăng sẽ trao giới tướng cho các Phật tử để cho các Phật tử được lãnh thọ giới pháp. Các Phật tử phải nghe cho kỹ mà nhận lãnh. Nếu như có thể giữ được thì nên đáp rằng: Mô Phật, chúng con xin giữ được ạ. Giới Phật suốt đời không sát hại chúng sinh,
trên từ chư tăng phụ mẫu, dưới cho đến các loài bò bay máy cửa, vi tế côn trùng, chẳng được có tâm cố ý sát hại chúng. Các Phật tử một ngày một đêm không sát hại chúng sinh, vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? Lành thay, tốt lắm. Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc châu báu đến những vật nhỏ như cây kim ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy, lấy là phạm tội trộm cắp. Vậy các Phật tử một ngày một đêm không gian tham trộm cắp, các quý Phật tử có thể giữ được không ạ? Lành thay, tốt lắm. Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không dâm dục, các vị một ngày một đêm không dâm dục, có thể giữ được không ạ? Lành thay, tốt lắm. Như chư Phật suốt đời không nói dối, nói lời thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, các Phật tử một ngày một đêm không nói dối, nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? Lành thay, tốt lắm. Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, quên say, không để một giọt thấm vào môi, vậy quý Phật tử một ngày một đêm không uống rượu, không dùng các chất gây say, các chất kích thích, các Phật tử có thể giữ được không ạ? Sáu, như chư Phật suốt đời không đeo chuỗi lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình, các vị một ngày một đêm không đeo chuỗi lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình, vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? Lành thay, tốt lắm. Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa và cố đi xem nghe, các vị một ngày một đêm không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa và cố đi xem nghe, vậy các Phật tử có thể giữ được không? Giới thứ tám và cũng là giới cuối cùng, như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, các Phật tử một ngày một đêm không ăn phi thời, vậy các Phật tử có thể giữ được không ạ? Lành thay, tốt lắm. Các Phật tử vừa rồi chư tăng đã chuyển trao bát quan trai giới cho các Phật tử xong rồi. Bây giờ các Phật tử lấy công đức thọ trì giới mà phát nguyện hồi hướng về quả vị vô thượng bồ đề. Chư tăng sẽ nói trước, các Phật tử sẽ nói theo sau. Mà khỏi đọa vào ác thú, bát nạn biên địa, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều thành đạo vô thượng bồ đề. Cúi xin chư Phật nhiếp trì cho nguyện này của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại chúng vừa lãnh thọ giới pháp rồi thì chúng ta biết giới pháp là cao quý, là nguồn sinh phúc báu cho chúng ta. Thì quý Phật tử chúng ta phát nguyện tinh nghiêm thọ nhận giới pháp này trong một ngày một đêm. Nếu như có phạm thì chúng ta ăn năn sám hối thì giới sẽ lại trở nên thanh tịnh. Nhưng mà chúng ta chứng niệm tỉnh giác trong một ngày này không phạm mới là tốt nhất. Quý Phật tử đồng ý không ạ? Kính thưa đại chúng, phạm phải sơ suất gì thì mong đại chúng cũng hoan hỷ biểu chi cho. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thì đại chúng đồng khởi thân chắp tay hướng về Phật đài để chúng ta làm lễ hồi hướng. Thọ giới công
nhân, nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ tận sáng đời, nguyện can tội chướng thấy tiêu trừ, đời đời thương hạnh Bồ Tát đạo, nguyện đem công đức tu hành này trang trải mười phương khắp tất cả. Hết vậy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên đại đức giới sư và xin tri ân ân đức của đại đức giới sư, chúng con xin cung tiến đại đức giới sư cùng chư đại tăng hồi quy tam sắc. Xin thỉnh ba cung về vị trí, xin mời toàn thể đại chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm hồng danh Phật để cung tiến quý ngài. Nam mô Bổn